Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp mới nhất trên kênh vấn đề thế giới. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Đại úy cảnh sát giao thông kể lại khoảnh khắc bị tông gãy xương. Sáng 12 tháng 2, tức mùng 3 Tết, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Định có Đại úy Nguyễn Đình Long, sinh năm 1990, trú thành phố Quy Nhơn và 8 đồng chí thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tốc độ và nồng độ cồn trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe mô tô do Trần Nguyễn Hoàng An, ngụ Đắk Lắc điều khiển chạy hướng Bắc Nam để kiểm tra. Tuy nhiên đối tượng này không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy, tông vào đại úy Long khiến cả hai ngã xuống đường. Đại úy Long được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Kết quả kiểm tra cho thấy đại úy Long bị vỡ xương khuỷu tay bên trái, gãy xương mắt chân bên phải. Đại úy Long chia sẻ trong 7 năm công tác tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định, đã từng chứng kiến nhiều hành vi chống người thi hành công vụ, thậm chí tông xe vào lực lượng chức năng của người vi phạm. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên sự việc xảy ra với bản thân mình. Đại Ý Long cho hay vụ việc xảy ra trong tích tắc và bản thân chưa kịp phản ứng. Lúc đó chỉ thấy toàn thân bị tê cứng, Đại ủy Long nhớ lại. Một chỉ huy trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước cho biết, vẫn biết tâm tư của Đại úy Long là sớm bình phục để được làm nhiệm vụ. Tinh thần của một cán bộ chiến sĩ như thế là rất đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, chúng tôi cũng yêu cầu đồng chí Long phải ổn định sức khỏe trước rồi mới tiếp tục công tác được. trả lời thẩm vấn trong phiên xét xử sơ so thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Cao Trí thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố đúng. Trong khi đó, bà Trương Mỹ Lan xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông Trí. Trưa 11 tháng 3, sau giờ nghỉ giải lao, tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát với phần xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty Capella. Đối với hành vi phạm tội này của bị cáo Trí, bà Trương Mỹ Lan cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thanh Phát được xác định là bị hại. bị cáo Trí thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố. Theo đó, từ năm 2017 đến 2020, bà Trương Mỹ Lan thỏa thuận mua cổ phần một số dự án của bị cáo Trí tại Công ty Cổ phần cao su công nghiệp, Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh và thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Trong thời gian này, bà Lan đã nhiều lần chuyển tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng cho bị cáo trí thông qua Hồ Quốc Minh và các nhân viên của bà Lan để thanh toán việc thực hiện thỏa thuận nêu trên. Khi biết bà Lan bị khởi tố bắt tạm giam ngày 7 tháng 10 năm 2022, thì đến ngày 21 và ngày 22 tháng 10 năm 2022, Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo Bùi Anh Tuấn, trợ lý của bị cáo Trí, soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng ủy thác để xóa bỏ nghĩa vụ nợ nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Kết thúc phần trả lời xét hỏi của mình, bị cáo Trí xin được hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Đối với đề nghị khắc phục hậu quả vụ án bằng tiền mặt của bị cáo Trí, bà Trương Mỹ Lan cho biết không có ý kiến gì và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Cao Trí. Phiên sự tiếp tục với phần xét hỏi của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh liên quan hành vi của các bị cáo. Sau khi va chạm với xe máy, ô tô khách rời khỏi hiện trường. Đây là vụ tai nạn giao thông thứ hai xảy ra trong một đêm tại tỉnh Thừa Thiên Huế, làm hai người tử vong. Ngày 11 tháng 3, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang phối hợp với Công an thành phố Huế tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến hai người đi xe máy tử vong. Phương tiện xe khách bỏ chạy khỏi hiện trường. Trước đó vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ 45 phút ngày 10 tháng 3 tại km 9 500 quốc lộ 1, đường tránh thành phố Huế, đoạn thuộc phường Hương Hồ, thành phố Huế. Vào thời điểm trên, anh Lê Văn Giang sinh năm 2002, trú thành phố Huế, điều khiển xe máy chở sau xe anh Lê Văn Dân sinh năm 2002 lưu thông trên đường tránh Huế hướng từ Bắc Nam. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với một ô tô lưu thông hướng ngược lại, gây ra tai nạn giao thông. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Giang tử vong. Ngay khi đưa đến bệnh viện, anh dân bị đa chấn thương cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế nhưng cũng tử vong. Sau khi xảy ra va chạm, ô tô đã rời đi khỏi hiện trường. Một số nguồn tin cho biết, vào trưa nay, lực lượng công an đã phát hiện chiếc ô tô này là loại xe khách và đang ở huyện Yên Thành, Nghệ An. Trước đó khoảng 19 giờ 45 phút ngày 10 tháng 3, trên cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn qua xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và xe tải đổ ven đường, khiến hai người chết, nhiều người bị thương. Tuyến quốc lộ 1 tránh thành phố Huế bắt đầu từ thị xã Hương Trà và kết thúc tại thị xã Hương Thủy. Tuyến đường này có nhiều đoạn chạy song song nằm sát với cao tốc Cam lộ La Sơn. Tại Hà Nội, sáng 11 tháng 3, khi thang máy di chuyển đến tầng 15 của một tòa nhà thì dừng lại. Người bên ngoài nghe tiếng cầu cứu của một cụ bà. Có người bên trong đang kêu cứu đây. Cô ở đây lâu chưa cô? Sáng ngày 11 tháng 3, anh Minh Tài, cư dân sinh sống tại trung cư Euro River Tower, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết khoảng 21 giờ 18 phút ngày 10 tháng 3. Tại tầng 15 tòa River B, anh chứng kiến chiếc thang máy bên cạnh có hiện tượng mắc kẹt, phía bên trong có tiếng cụ bà đang kêu cứu. Khi tôi phát hiện, nhìn vào phía trong thì có bà cụ, giọng nói hốt hoảng và nhỏ, nghe bà nói đã ở trong đó 30 phút rồi, bấm các nút mà không có ai phát hiện. Ngay lập tức tôi gọi điện thoại hotline báo cho bộ phận quản lý, gần 10 phút sau thì có bảo vệ lên cậy cửa thang cho bà đi ra. Anh tài kể và mong muốn chia sẻ tình huống này để người dân tìm hiểu kỹ năng đối phó khi có thang máy mắc kẹt dù ở bất kỳ nơi nào. Theo người chứng kiến sự việc, bên trong thang máy có camera nhưng không hiểu vì sao phía đơn vị quản lý không giám sát để phát hiện kịp thời. Qua tìm hiểu được biết, cụ bà ở một tòa khác, thời điểm xảy ra sự việc kẹt thang máy, cụ vừa đưa đồ sang cho gia đình người con trai ở tòa River B khi thang máy di chuyển xuống tầng 15 thì mắc kẹt. Liên quan đến sự việc trên, thông tin từ bộ phận chăm sóc khách hàng chung cư Euro River Tower đã có phản hồi đối với cư dân, cho biết ban quản lý tòa nhà đã xử lý ngay khi phát hiện sự việc bộ phận kỹ thuật đã cứu hộ cư dân, đã ra ngoài an toàn, nội dung phản hồi khách hàng. Mổ một con lợn nái nặng 2 tạ ở Nghệ An phát hiện vật thể lạ nghi là thứ quý hiếm. Ngày 11 tháng 3, bà Nguyễn Thị Hòa ở xóm 3 Bùi Bùi, xã Công Thành, huyện In Thành, tỉnh Nghệ An, cùng một số người dân trong xóm tiến hành mổ một con lợn nái nặng khoảng 2 tạ để lấy thịt. Sau khi con lợn được cạo lông làm sạch đến phần xẻ lấy thịt thì một bất ngờ xảy ra. Mọi người trong lúc mổ con lợn nái này đã phát hiện một vật thể lạ cứng màu rêu hình tròn. Vật thể lạ hình dạng búi hình tròn này xung quanh có rất nhiều lông, có mùi thuốc bắc trong dạ dày. Khi mọi người cân cái vật thể lạ hình tròn lấy từ trong bụng con lợn nái, hai tạ, thì trọng lượng nặng gần 8 lạng 0,8 kg. Theo bà Hòa, con lợn nái được mua về gần 10 ngày từ một người dân ở huyện Thanh Trương. Con lợn nuôi được 3 năm, thức ăn chủ yếu là rau khoai, chuối, từ nhỏ đến lúc xuất bán không có dấu hiệu gì khác biệt. Sau khi phát hiện vật thể lạ này, người dân trong xóm kéo nhau đến xem chụp ảnh, đăng lên các trang mạng xã hội, cũng có nhiều cuộc gọi trả giá hỏi mua cục cát lợn. Nhưng hiện tại tôi chưa biết trả lời thế nào, tôi cũng rất ngạc nhiên. Nhiều năm giết mổ gia súc, nhưng chưa bao giờ phát hiện ra vật nào như thế này, bà Hòa nói thêm. Tài xế xe container tông xe cảnh sát lạng lách trên cao tốc bỏ chạy. Vụ việc tài xế lạng lách bỏ chạy khi cảnh sát ra hiệu lệnh xảy ra khoảng 10 giờ ngày 11 tháng 3 trên cao tốc Nghi Sơn diễn Châu. Tổ tuần tra của đội tuần tra số 4, cục cảnh sát giao thông phát hiện xe đầu kéo do Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1994, trú tại Thái Thụy, Thái Bình cầm lái. Theo quy định, tuyến cao tốc này cấm xe tải trên 10 tấn lưu thông, cảnh sát sau đó ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành. Theo clip do người đi đường ghi lại, chiếc xe này lạng lách, đánh võng, đâm vào ô tô của cảnh sát giao thông. Theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng sau đó đã dừng được phương tiện và khống chế tài xế tại km 369 hướng Nam Bắc. Hậu quả của vụ việc là ô tô của cảnh sát giao thông bị hư hỏng phần đuôi bên phải. Bước đầu kiểm tra, cảnh sát không phát hiện nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế. Hiện cơ quan điều tra công an thị xã Nghi Sơn Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ để điều tra người này về hành vi chống người thi hành công vụ. 10 năm trôi qua, gia đình của các hành khách Trung Quốc mất tích trên chuyến bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines vẫn đang tìm kiếm câu trả lời cho sự mất tích của con mình. Hôm thứ Sáu ngày 8 tháng 3, hàng chục thân nhân của các hành khách đã gặp các quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh trong chuyến hành trình dài để tìm câu trả lời. Họ cũng đã đến thăm Đại sứ quán Malaysia để trình bày yêu cầu của mình. Dù đã qua một thời gian dài, nhưng vết thương vẫn còn nguyên đối với nhiều gia đình Trung Quốc. Có con mất tích trong chuyến bay MH370 10 năm trước. Hôm mùng 8 tháng 3 vừa qua cũng là ngày kỷ niệm 10 năm chuyến bay MH370 mất tích. Chiếc Boeing 777 rời Kuala Lumpur đi Bắc Kinh với 239 người trên máy bay vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, nhưng rẽ ngoặt về hướng nam và rơi khỏi radar, nó không bao giờ đến được Bắc Kinh. Việc chiếc máy bay đột nhiên biến mất đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới và làm nảy sinh vô số thuyết âm mưu. Sau đó, người ta chỉ tìm thấy những mảnh vỡ của máy bay. Phần lớn hành khách trên máy bay, 154 người, là người Trung Quốc. Một người phụ nữ họ Gao cho biết, bà nghĩ rằng chồng mình đã qua đời vào năm ngoái do quá ám ảnh bởi việc con trai của họ biến mất cùng chuyến bay MH370. Con trai tôi đang trở về sau kỳ nghỉ cùng vợ và đứa con gái 3 tuổi của nó ở Malaysia khi chuyến bay biến mất, bà Gao cho biết. Bà Gao và chồng thuộc thế hệ chỉ được phép sinh một con vì chính sách một con của Trung Quốc, hiện chính sách này đã được nới lỏng yêu cầu duy nhất của tôi là được biết chuyện gì đã xảy ra với con trai mình chúng tôi cần được biết điều này tôi không có yêu cầu nào khác bà gao cho biết rằng mình không quan tâm đến khả năng bồi thường từ hãng hàng không dù một tòa án ở trung quốc đang tổ chức điều trần vụ việc tôi không thể bỏ cuộc được nếu tôi không đấu tranh thì làm sao tôi có thể đối mặt với những người thân đã khuất của mình khi gặp những tình huống như thế này bạn phải tự mình hành động bạn phải mạnh mẽ lên Indonesia, 19 người thiệt mạng và hơn 70.000 người phải sơ tán do lũ lụt, lở đất. Ngày 10 tháng 3, nhà chức trách Indonesia cho biết mưa lớn liên tiếp đã gây ra lũ lụt và lở đất ở tỉnh Tây Sumatra của nước này đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 7 người mất tích, trong khi buộc hơn 70.000 người phải sơ tán. Mưa lớn xảy ra trước tiên tại thủ phủ Padang và sau đó là 8 khu vực khác, làm hư hại gần 700 ngôi nhà, nhiều cây cầu, trường học và 113 hecta đất nông nghiệp người phát ngôn của Cơ quan ứng phó thiên tai quốc gia Indonesia. Ông Abdul Muhari cho biết, đội cứu hộ với khoảng 150 nhân viên từ các cơ quan ứng phó thiên tai của các địa phương đã được huy động tham gia nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Tuy nhiên công tác cứu hộ cứu nạn đã gặp nhiều khó khăn do đường xá bị tắc nghẽn sau các vụ lở đất. Những người sơ tán đã tập trung tại các nhà thờ Hồi giáo gần nhất, được cung cấp các nhu yếu phẩm như thức ăn, nước uống, thuốc men. Theo ông Abdul, hầu hết các khu vực ở Padang vẫn đang bị ngập lụt, những con đường bị chặn do lở đất kéo dài 50 mét ở khu vực Padang Pariaman. Tình hình lũ lụt ngày càng nghiêm trọng do mưa kéo dài nhiều ngày, khiến mực nước tại các con sông lên cao, gây áp lực lớn cho hệ thống đê điều. Ông Abdul cảnh báo, mưa lớn có thể tiếp diễn trong những ngày tới và gây thêm nhiều thiệt hại. Hiện cơ quan chức năng đang nỗ lực để cứu trợ người dân, giảm thiệt hại về tài sản. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm đăng ký kênh vấn đề thế giới để có thể cập nhật những tin tức mới mỗi ngày.